Xin kính chào quý vị, tôi là Christine Nguyễn. Hôm nay tôi đến, tôi nghe nói có cái hội chợ tri ân những cái người trong cái chương trình Clever Care. Nên tôi đến đây để tham dự, để mà xem chương trình đó như thế nào. Và sau khi thấy sự hướng dẫn của các anh em và thành viên trong ban tổ chức, và tôi nghe đó có những phúc lợi mà tôi cảm thấy nó hợp với mình, và tôi cảm thấy nó đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi của tôi. Thành ra tôi nhất định là phải ghi danh trong ngày hôm nay để tham dự vào chương trình Clever Care. Xin cảm ơn.